tuyển thủ U23 Việt Nam bất ngờ được bầu hiện thưởng khủng. 6 cầu thủ Hà Nội khoác áo U23 Việt Nam nhận thưởng lớn từ bầu hiển trong đêm gala tối 9 tháng 2 tại Hà Nội. Ngoài ra, nhiều cầu thủ và tập thể đội bóng thủ đô cũng đã được thưởng từ sự ngẫu hứng của ông bầu chịu chơi. Từ khi U23 Việt Nam về nước, bầu hiển không xuất hiện tuyên bố thưởng. Và đến tối qua, nhiều người mới biết rằng ông chủ ngân hàng này muốn dành những điều bất ngờ nhất với các tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. 6 cầu thủ gồm Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Thành Trung, Thái Quý và Văn Hậu bước lên sân khấu, được đích thân bầu hiển công bố mức thưởng nóng sau thành tích lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ được nhận 500 triệu đồng, còn hai trường hợp là Văn Hoàng và Đình Trọng thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn, cũng được nhận mỗi người 200 triệu đồng. Như vậy, tính riêng tiền thưởng cho các cá nhân khoác áo U23 Việt Nam, số tiền đã lên tới 3,4 tỷ đồng. Không chỉ có các cầu thủ U23 Việt Nam, mà nhiều cá nhân, tập thể câu lạc bộ Hà Nội cũng được thưởng. Theo đó, ban huấn luyện của đội 1 Hà Nội FC nhận 500 triệu đồng, câu lạc bộ Hà Nội FC 1 tỷ đồng, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm 300 triệu đồng, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội FC 200 triệu đồng, giám đốc câu lạc bộ Hà Nội FC 100 triệu đồng, công ty cổ phần thể thao TNT 100 triệu đồng. Hai cầu thủ trụ cột có đóng góp lớn vào thành tích của Hà Nội những năm qua là Thành Lương và Văn Quyết mỗi người được thưởng 300 triệu đồng. Như vậy, bầu hiển đã thưởng tới hơn 6 tỷ cho các cá nhân và tập thể câu lạc bộ Hà Nội cũng như U23 Việt Nam. Chưa kể ông bầu này cũng thưởng cho các huấn luyện viên từng dìu dắt, huấn luyện các cầu thủ U23 Việt Nam từ thời nhỏ lứa U11 trước khi lên đội 1 câu lạc bộ Hà Nội. Theo thông báo của VFF, tính đến hết ngày 8 tháng 2, tổng số tiền thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tới hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF cho biết sẽ phải chuyển tiền thưởng cho đội U23 thành nhiều đợt khác nhau. Lý do bởi một vài doanh nghiệp hứa thưởng chứ chưa chuyển khoản. Theo kế hoạch, trước Tết, số tiền 15 tỷ sẽ được giải ngân tới U23 Việt Nam, theo các mức A, B, C, D. Cụ thể, loại A, cầu thủ đá chính, huấn luyện viên trưởng. Loại B, cầu thủ dự bị thường vào sân, huấn luyện viên phó. C, cầu thủ dự bị. Và loại D, bác sĩ, nhân viên phục vụ đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đưa ra lời đề nghị U23 Việt Nam sẽ trích 700 triệu đồng tiền thưởng để làm từ thiện. Thái Lan run sợ thành công của U23 Việt Nam nhưng VFF chỉ mơ AFF Cup. Truyền thông Thái Lan vẫn không ngừng ca ngợi chiến công của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2018 và e ngại sự phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam. Người Thái lo xa. Mới đây, tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt. Họ nhận định U20 Việt Nam vào U20 Gold Cup, U23 vào chung kết U23 châu Á. Đó là hai thành tích mà người Thái chưa bao giờ làm được. Tờ Siam Sport không quên cảnh báo bóng đá Thái Lan là Việt Nam đang có sự chuyển mình cực lớn về đào tạo trẻ. Những thành công nói trên không đến nhất thời, mà là hệ quả của một quá trình phát triển bền vững trong nhiều năm qua. Ngược lại, Thái Lan cũng khát khao vươn tầm châu lục, nhưng đón nhận thất bại cay đắng. Thái Lan không thể giữ U20 Gold Cup và U23 thất bại tan nát cả 3 trận ở vòng chung kết U23 châu Á. Hệ quả là huấn luyện viên Zoran Jankovic chia tay U23 Thái Lan do không thể đáp ứng được tham vọng đề ra. Theo truyền thông Thái Lan, lẽ ra bóng đá Thái cần tận dụng tốt các huấn luyện viên nội, thay vì sớm nuôi giấc mộng châu Âu hóa dẫn đến thất bại cay đắng ở U23 châu Á. Có thể nói, sự thành công của U23 Việt Nam và trước đó là U20 Việt Nam, tất cả, khiến cho người Thái bắt đầu lo với sự e ngại về bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng VFF mơ về AFF Cup 2018. Nhiều năm qua, Việt Nam luôn bị ám ảnh Thái Lan ở sân chơi SEA Games và AFF Cup. Thế nhưng, gió có thể đổi chiều khi trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đang có một tập thể giỏi, những người đi đến trận chung kết U23 châu Á 2018. Cần nhắc, U23 Việt Nam cũng hạ U23 Thái Lan ngay trên đất Thái hồi cuối năm 2017. Một trận thắng khiến người Thái tâm phục khẩu phục. Và cho thấy nếu các cầu thủ Việt Nam có đủ niềm tin, giải thoát được áp lực thì không hề lép vế Thái Lan. Thế nhưng, điều ấy không quan trọng bằng việc bóng đá Việt Nam đang gặt hái được thành tích tốt ở sân chơi châu lục. Một sự khác biệt rất lớn so với bóng đá Thái Lan, ông vua Đông Nam Á nhưng thua sấp mặt ở đấu trường cao hơn.
Người Thái nhìn bóng đá Việt Nam đang phát triển cũng ao ước một ngày sẽ có U20 giữa U20 World Cup. U23 Thái Lan có thể đi đến trận chung kết U23 châu Á. Đó là điều chứng tỏ Việt Nam đang phát triển và tạo ra sự khác biệt so với Thái Lan ở đấu trường châu lục. Dẫu vậy, nghịch lý là ông Park Hang-seo vừa tiết lộ chuyện VFF giao nhiệm vụ vô địch AFF Cup 2018 quan trọng hơn sân chơi ASEAN. Ông Park nói, với báo chí, tháng 8 năm nay, U23 Việt Nam sẽ có các trận đấu ở ASEAN nhưng VFF cho biết AFF Cup diễn ra vào cuối năm mới quan trọng hơn. Đó thực sự là điều nghe rất nghịch lý, khi sân chơi châu lục bị nhìn nhận không quan trọng bằng giải đấu cấp khu vực, kiểu như đội tuyển Việt Nam trở thành sân sau cho U22 Việt Nam trong năm 2017 vì mục tiêu SEA Games. Một kiểu tư duy bóng đá vùng trũng mà VFF đã duy trì xuyên suốt trong bao nhiêu năm qua, thích sân chơi khu vực hơn châu lục. Càng khó hiểu là bóng đá Việt Nam đang hô hào mơ về vé dự Olympic 2020, với kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, xa hơn là mục tiêu dự World Cup. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị ám ảnh giấc mơ con, thứ mà người Thái không còn coi trọng vì mang khát vọng vươn ra châu lục. Bóng đá Việt Nam đang phát triển tốt, thậm chí rất thành công khi nhìn qua lăng kính châu lục. Đó là điều đáng mừng, nhưng cứ tạo tiếng vang ở giải châu lục lại mơ về sân chơi Đông Nam Á. Bây giờ, sau thành công của U23 Việt Nam lẽ ra cần phải phất cờ tiến lên, hướng đến sân chơi ASEAN thì tư tưởng lại hướng về AFF Cup. Cứ duy trì tư duy ao làng như thế thì bóng đá Việt Nam chờ ngày hóa rồng có lẽ còn rất xa. Việt Nam chạy đua đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu danh giá của châu lục hoàn toàn có thể được tổ chức tại Mỹ Đình, nếu kế hoạch chạy đua đăng cai của Việt Nam thuyết phục được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Được biết, đến thời điểm này, hiện có 3 quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF là Việt Nam, Thái Lan và Australia đang có ý định đăng cai làm chủ nhà. Trong 3 quốc gia này, Việt Nam có lợi thế nhất định khi trong quá khứ từng tổ chức nhiều giải trẻ, và đặc biệt là thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã gây được tiếng vang lớn. Bản thân AFC chưa có thông báo chính thức về việc trao quyền đăng cai cho quốc gia nào tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, nhưng chắc chắn Việt Nam đang gây ấn tượng rất mạnh. Ngoài việc bóng đá trẻ Việt Nam gặt hái được nhiều thành công, thì cổ động viên Việt Nam nổi tiếng cuồng nhiệt. Tại giải U23 châu Á vừa qua, cổ động viên Việt Nam tới sân chỉ ít hơn so với cổ động viên chủ nhà Trung Quốc. Nếu giành quyền đăng cai U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đương nhiên có vé chính thức tham dự vòng chung kết. Điều này sẽ giúp bóng đá Việt Nam gần hơn bao giờ hết tấm vé dự Olympic 2020. Tại Olympic 2020, Nhật Bản là nước chủ nhà nên đã góp mặt, do đó khu vực châu Á sẽ có 3 suất nữa cho 3 đội xếp đầu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Như vậy, nếu một lần nữa làm nên những kỳ tích như đã làm được tại giải vừa rồi, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham dự Á vận hội. Hãy nhìn câu chuyện của Công Phượng nhé, Bùi Tiến Dũng. Những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của thủ thành Bùi Tiến Dũng là hồi chuông cảnh báo cho cạm bẫy vinh quang mà các cầu thủ trẻ dễ mắc phải sau thành công cùng U23 Việt Nam. Tạm chưa bàn đến chuyện đúng sai trong việc tranh chấp việc sử dụng hình ảnh Bùi Tiến Dũng, hay nhớ tới câu chuyện của Nguyễn Công Phượng. Hồi năm 2014, Công Phượng trở thành cái tên hot sau pha solo ghi bàn vào lưới U19 Australia. Cầu thủ gốc Đô Lương khi đó được tung hô là Messi Việt Nam. Tên tuổi của Công Phượng từ đó nổi như cồn, kéo theo một loạt hiệu ứng truyền thông. Tưởng như tương lai tươi sáng đang chờ Công Phượng nhưng sự nổi tiếng quá sớm không hẳn là tốt, ít nhất trong những năm qua. Cuộc sống riêng của cầu thủ trẻ liên tục đưa lên mặt báo, từ câu chuyện tình cảm với ca sĩ Hòa Minzy cho đến cả những điều nhỏ nhặt của gia đình bị đưa lên mặt báo. Đi kèm với đó là cả chương trình đi tìm tuổi thật của cầu thủ gốc Đô Lương, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cũng như chính chuyên môn của Công Phượng. Hơn 3 năm sau, người ta bắt gặp hình ảnh Công Phượng lặng lẽ xuống máy bay, nhìn các đàn em như Quang Hải, Tiến Dũng được giới truyền thông săn đón ở phi trường. Ánh hào quang đó từng thuộc về Công Phượng nhưng nay đã chuyển chủ, ánh mắt buồn lặng. Lẽ của cầu thủ một thời từng được tung hô một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở lứa đàn em sau này, nếu không giữ được sự tỉnh táo. Đừng mắc bẫy truyền thông. Lứa U23 Việt Nam lần này được yêu mến không chỉ vì họ mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà, mà cả chất vô tư của những cầu thủ vừa chân ướt chân ráo ra ràng, chưa bị truyền thông nhào nặn. Nhưng nếu cứ tiếp tục câu chuyện như hiện tại,
điều gì cũng có thể xảy ra. Vụ sùm liên quan đến việc khai thác bản quyền hình ảnh của Bùi Tiến Dũng là một điển hình. Tại sao không phải là những cầu thủ đã trưởng thành, chín chắn và đang ở đỉnh cao phong độ như Văn Quyết hay Đinh Thanh Trung, mà lại là cái tên mới nổi như Tiến Dũng? Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho team truyền thông đang đòi đại diện hình ảnh cho chàng thủ môn quốc dân, đang có số lượng theo dõi trên Facebook hơn 2,6 triệu, nhiều gấp đôi cả Sơn Tùng MTB. Nếu thực sự có tâm, hãy để các cầu thủ đặt đôi chân trên mặt đất để phát triển sự nghiệp, thay vì lôi họ vào những rắc rối đằng sau hậu trường. Ở FLC Thanh Hóa, Tiến Dũng chưa chắc xuất bắt chính, khi phải cạnh tranh với hai đàn anh Bửu Ngọc cùng Thanh Thắng. Ở tuổi 20, Tiến Dũng còn rất nhiều điều phải học, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Câu chuyện những tài năng trẻ thui chột, vì được tung hô quá đà, chưa bao giờ thiếu trong giới bóng đá. Xét cho đến cùng, Tiến Dũng vẫn là một cầu thủ. Nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là trau dồi chuyên môn. Thử hỏi nếu một năm nữa Tiến Dũng sa sút không phanh, ngồi dự bị ở câu lạc bộ và biến mất ở các cấp đội tuyển, liệu cậu còn có giá để các đơn vị mời chào quảng cáo? Sir Alex Ferguson từng nói rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Màn trình diễn ở vòng chung kết U23 châu Á cho đến lúc này mới là phong độ, còn đẳng cấp của những cầu thủ trẻ ở mức nào còn cần thời gian trả lời. Nếu thực sự có tâm, hãy chúc mừng Tiến Dũng, rồi đưa ra lời khuyên để cậu sớm trở lại sân cỏ, nơi thuộc về mình. Đừng bắt Tiến Dũng phải trở thành ngôi sao showbiz, nơi chưa bao giờ thuộc về cậu. Công Phượng đã nhận ra bài học đó sau những gì trải nghiệm suốt 3 năm qua. Trước thềm SEA Games 29, các phóng viên đã hỏi Công Phượng về câu chuyện tình xưa nối lại với Hòa Minzy. Câu trả lời của Phượng chỉ đơn giản là, em muốn mọi người quan tâm đến em trên sân bóng, còn những chuyện khác thuộc về cá nhân xin hãy tôn trọng em. Công Phượng đã hiểu đâu mới là nơi thuộc về mình, khi tự nếm trải cạm bẫy từ ánh hào quang. Giờ là Bùi Tiến Dũng, liệu cậu có vượt qua thách thức để nhận ra giá trị đích thực của bản thân? Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!